Và các bạn nhớ xem cái phần cuối của cái video này Tại vì phần cuối của video này sẽ là cái phần mà bốc thăm trúng thưởng Của những người nào mà đã tham gia vào để lại comment uh, Trong cái dịp mà kênh Thuận Khác đạt được 70.000 subscribers Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những tài liệu khác đi Thì trong cái thời điểm mà mọi người quan tâm đến những cái thông tin liên quan tới Dogecoin, Elon Musk, SNL Thì các bạn thấy được là chúng ta có những đồng đang âm thầm tiến tới all time high đỉnh cao đó chính là đồng nào đồng thứ hai đó chính là đồng Ethereum các bạn thì được là đỉnh cao chỉ cách đây có 12 tiếng đồng hồ mà thôi gần 4.000 đô 3.991 các bạn thì được là cái sự quan trọng của Ethereum càng ngày mọi người càng hiểu hơn về cái vai trò của Ethereum trong hệ sinh thái của DeFi trong uh, hệ sinh thái của đồng thông minh là như thế nào và các bạn cũng đã biết là cái cập nhật kế tiếp của Telegram là cập nhật mà rất nhiều người đang mong đợi tháng 7 này dựa theo cái lịch trình đó chính là cập nhật London trong đó sẽ có cái phần gọi là cái đề xuất EIP 1559 và sẽ giải quyết được vấn đề tạm thời của phí gas quá mắc và cũng như là sẽ khiến cho Telegram ngày lại càng mất đi nếu như mà có nhiều người sử dụng Telegram tại vì một phần phí sẽ bị đốt đi. Đây là một trong những điều rất là quan trọng đối với giá cả của Ethereum mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này. Các bạn thấy được là ngoại trừ Ethereum ra thì các bạn cũng thấy được là cái sự quan tâm đến Cardano cũng tăng lên. Cách đây chỉ có 5 tiếng thôi Cardano đã lên tới là một đồng 82 cent. Đây là cái đỉnh cao mới của Cardano. Đây là cái all time high mới của Cardano. Và Cardano cũng là hè năm nay chúng ta không biết ngày nào chính xác nhưng mà cũng là hè năm nay sẽ có hợp đồng thông minh chính thức chạy trên mạng lưới của Cardano. Cuối cùng qua bao nhiêu năm thường như các bạn theo dõi thì chúng ta cũng sẽ biết được thực hư của Cardano là như thế nào Đây là hai đồng mà đang có sự tăng trưởng hiện bây giờ Và bây giờ đó thì Cardano tăng trưởng Ethereum tăng trưởng thì thường là nhận được nhiều cái comment của các bạn hỏi là có nên đi thu mua Cardano bây giờ hay là Ethereum bây giờ hay là không Thì một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là Cái thời điểm mà các bạn cần nên tích lũy, cần nên để ý đến đó chính là cái thời điểm mà ít ai quan tâm đến cái dự án đó mà các bạn tin là dự án đó có tiềm năng Giống như bây giờ đó, ít ai hỏi thường là bây giờ có nên mua Bitcoin hay là không Tại vì Bitcoin thì khá là nhầm chán trong thời gian mấy tuần qua các bạn thấy là cứ xây quanh 57, 58, 59 hoài Nhưng mà đây là cái thời điểm mà Thuận lại sẽ chú tâm đến Bitcoin Đây là ý nghĩa cá nhân của Thuận mà thôi Và đây như mà Thuận sẽ làm trong thời gian tới đây sẽ tích lũy thêm Bitcoin trong thời điểm này Tại vì ít ai quan tâm đến Và thường thì đương nhiên nghĩ là Bitcoin vẫn có cái cơ hội tăng trưởng Và Bitcoin tăng trưởng thì những altcoin mới tiếp tục tăng trưởng Nếu như Bitcoin mà đột ngột mà đi xuống mạnh thì các bạn thấy là tất cả các altcoin cũng sẽ đi xuống theo Bitcoin mà thôi đây là cái điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình chung của thị trường. À, chúng ta đã nói tới thông tin liên quan tới à, Robin Hood rồi, chúng ta sẽ nói tới cái thông tin khác. Nhưng mà Robin Hood có thể nhiều bạn không sống ở Hoa Kỳ không biết đây là một cái ứng dụng rất là phổ biến. Các bạn có thể biết là cái ứng dụng này cũng là lùm xùm cái vụ giữa Robin Hood với lại uh, Reddit, Wall Street Bad, cùng với lại cái sự kiện của GameStop, AMC vân vân. Thì đây là một cái ứng dụng rất là phổ biến ở Hoa Kỳ nhưng mà bạn thường không sử dụng Pro thường chỉ sử dụng Weibo mà thôi chúng ta nói tới một số những thông tin nổi bật mà thường đã chia sẻ những mạng xã hội những mà nào mà chưa có à, theo dõi những mạng xã hội thì có thể là chưa biết những thông tin này cho nên thường sẽ lướt qua một số những thông tin nổi bật đó chính là có 11,1 ngàn đồng bịch không rời khỏi sàn Coinbase Pro ở mức là 56.400 đô đây là cái thông tin thường chia sẻ cách đây hai ngày ngày 7 tây tháng 5 ngày thứ sáu thường không làm video thì các bạn thấy rồi trong thời gian chỉ có 4 tuần qua thôi đã có 4 lần có cái số lượng bitcoin tương tự là khoảng chừng hơn 11 000 bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro thì điều này nghĩa là gì? Điều này nghĩa là các bạn thấy được là có thể là có nhiều cá voi thu mua tại vì sàn Coinbase Pro là một sàn mà nhiều tổ chức đầu tư thu mua bitcoin sau đó có thể họ đem ra khỏi sàn nhưng mà có đúng là khoảng chừng con số là 12.000 Bitcoin này mỗi lần mà chúng ta thấy được có cái số lượng lớn Bitcoin rồi sang Coinbase Pro đó có phải là sẽ đưa vào những ví chữ lạnh lưu trữ hay không thì có một người đó chính là Dustin Bolus ở trên Twitter đã đi tìm kiếm rất nhiều thông tin và dựa theo những thông tin đó là đi tìm kiếm những cái giao dịch các bạn có biết giao dịch ở trên mạng lưới Bitcoin đó là hoàn toàn công khai cho nên các bạn có thể theo dõi những cái con số Bitcoin này cuối cùng đi đến đâu có thể nói là 11.000 Bitcoin này được chia ra thành rất nhiều ví và lại chia ra thêm những ví nhỏ nữa nhưng mà kết quả không phải là tất cả những bịch coin này là đi vào ví chứa lạnh chỉ có một phần đi vào ví chứa lạnh mà thôi phần còn lại thì gửi đến những địa chỉ khác nhưng mà ít ra thì điều mà chúng ta có thể nắm bắt được là cái số lượng này đã không còn nằm trên sàn Coinbase nữa và đương nhiên là nguồn cung đi xuống nguồn cầu giữ nguyên hay là tăng trưởng thì dẫn đến là giá cả sẽ có tiến triển tốt thì đây là thông tin liên quan tới Bitcoin rời khỏi. Kế tiếp nữa các bạn thấy được là những ngân hàng lớn cũng liên tục đưa những thông tin như là Goldman Sachs sẽ chính thức cơ đòi hỗ trợ trading hợp đồng Bitcoin. Nhưng mà các bạn cần nên lưu ý đó là những thông tin này những thông tin liên quan tới giao dịch hợp đồng mà thôi chứ không phải là có Bitcoin chính thức. Kế tiếp là công ty bảo hiểm điện tử Metro Mile cho biết là họ sẽ mua 10 triệu Bitcoin vào quý 2 năm 2021 và sẽ áp dụng tiền điện tử như là một cái sự lựa chọn bổ sung cho phí bảo hiểm và thanh toán các yêu cầu Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có thể là họ sẽ cho sử dụng Bitcoin để mà thanh toán cái tiền bảo hiểm xe cộ Và họ cũng sẽ mua thêm 10 triệu đô la Bitcoin Kế tiếp đó là các bạn thấy được là thông tin nổi bật khác là công ty Citigroup, ngân hàng Citigroup đang xem xét thực hiện những bước đầu tiên vào thị trường tiền điện tử sau khi mà nhận được sự quan tâm của khách hàng. Trong đó có những cái dịch vụ mà lại được nói tới bởi Citigroup đó chính là lưu trữ truy dịch vụ liên quan, vân vân. À, thông tin thứ năm nổi bật trong vòng 2-3 ngày qua đó chính là Jack Dorsey của công ty Square và công ty Twitter đã nói là chúng ta thấy Bitcoin là tiềm năng của Internet để có một loại tiền và chúng tôi muốn phát triển điều đó. Bitcoin nhiều nhất có thể. Square thu nhập 3,51 tỷ đô la từ hỗ trợ mua bán Bitcoin quý 1 năm 2021 và lần đầu tiên tôi đăng thông tin này đó trên mạng đã có thể là nhiều bạn hiểu lầm là Square thu nhập 3,51 tỷ từ bán Bitcoin không phải Ý tôi muốn nói đây đó là họ bán Bitcoin cho khách hàng, nghĩa là họ dịch vụ mua bán và kiếm được cái tiền lợi nhuận là, là 3,51 tỷ. Thông tin thứ sáu nổi bật trong vòng hai ba ngày qua đó chính là thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ Latin, Mercado Libre đã đầu tư 7,8 triệu USD vào Bitcoin. Con số này không có nhiều. Các bạn thì được là 7,8 triệu so với lại cái số lượng mà những công ty khác đầu tư vào như là các bạn thấy MicroStrategy thì tính hàng tỷ hàng tỷ đô la, công ty Tesla cũng gì. Nhưng mà đây cũng là một bước đầu tiên để tìm hiểu về Bitcoin và lưu trữ trong ngân sách công ty và đương nhiên thông tin thứ bảy thường nói tới liên quan tới team và Cardano cách đây hai ba ngày các bạn nên tìm hiểu và quan tâm đến Ethereum EIP 1559 và Cardano Smart Contract một số thông tin khác nổi bật mà xảy ra ngày hôm nay đó chính là cái quỹ Ethereum ETF của công ty Purpose ở Canada đã thêm vào 31.395 Ethereum Khoảng chừng là 20 ngày trước đây đó họ bắt đầu có quỹ đầu tư Ethereum ETF này ở Canada thì trong vòng 20 ngày họ đã mua 31.395 Ethereum nạp vào cái quỹ đầu tư Ethereum ETF này ở Canada và nói tới ETF đó, thì các bạn thấy được là cuối cùng cũng có một công ty nạp đơn để có được một Ethereum ETF ở Hoa Kỳ đó chính là công ty VanEck. Công ty VanEck cuối cùng đã là công ty đầu tiên để mà nạp đơn để có được một Ethereum ETF ở Hoa Kỳ. Và thường đã chia sẻ với các bạn đã còn nhớ đến tháng 12 năm 2018 thông ra cái video 258 giá Ether chỉ có 86 đô mà thôi mà tìm bây giờ đã đang tiến tới 4.000 đô Có thể nói là rất khó tưởng tượng Trong khoảng thời gian là các bạn thấy là chỉ hơn 2 năm thôi mà giá Ether có thể đi từ 86 đô lên tới gần 4.000 đô Và Ethereum đó càng ngày lại càng trở thành một cái vật mà nhiều công ty đầu tư quan tâm đến càng ngày thì mọi người lại càng hiểu thêm về Ethereum có thể nói là nhiều ngân hàng trong vòng mấy năm qua đã tìm hiểu khá kỹ về Bitcoin và nhiều người bây giờ có thể hiểu về Bitcoin nhưng mà Ethereum thì mãi cho đến năm nay đó chúng ta mới bắt đầu thấy được là nhiều động tĩnh liên quan tới là Ethereum có thể thực sự trở thành một cái công cụ đầu tư rất phổ biến và điều này đang diễn ra Ok, bây giờ ta hãy chuyển qua để mà bốc thăm trúng thưởng như thế nào mà đã tham gia để lại comment. Đây là một cái cuộc bốc thăm trúng thưởng được tài trợ bởi sàn Bybit. Đây là một cái sàn margin rất nổi tiếng mà cũng hỗ trợ kênh Thuận Capital từ cả năm qua. Và sàn Bybit bit nhân dịp là kênh Thuận Capital đạt được 70.000 subscribers. Và đây là cái bài đã đăng vào ngày 20 tháng 4. Cho đến ngày hôm nay, các bạn thấy được kênh Thuận Capital được nhiều bạn ủng hộ. Chúng ta đã tiến tới gần 80.000 subscriber rồi. Nhưng mà đây là cuộc cuộc bốc thăm cho 70.000 thì tổng cộng các bạn thì được là có 7 giải thưởng các bạn sẽ có hai giải đặc biệt và năm giải thưởng khác hai giải đặc biệt đó thì mỗi giải sẽ nhận được một Ledger Nano X trị giá là 4 triệu con năm giải thưởng khác đó mỗi một giải là một bộ ứng phẩm của Bybit gồm là lý dữ liệu áo thun nón vân vân giá trị là khoảng 1 triệu đô la thì chúng ta bây giờ hãy bốc thăm trúng thưởng cho những người nào mà đã để lại comment và tham gia vào cái, cái cuộc bốc thăm này và chúng ta bây giờ hãy lấy cái link của cái bài viết này và chúng ta đầu tiên hãy bốc thăm cho năm bạn mà chúng giải thưởng khác mỗi giải là một bộ phẩm bài bích sau đó chúng ta hãy làm bốc thăm cho hai cái giải đặc biệt thì chúng ta bây giờ hãy copy và paste vào cái trang web đó chính là comment picker thì uh, chúng ta bây giờ hãy để cái link của facebook vào đây và đương nhiên những bài nào mà comment hai ba lần thì chỉ được tính một lần mà thôi thì bây giờ thùng sẽ get comment coi coi là cái bài viết đó có bao nhiêu bạn comment tổng cộng là có 110 comment trên bài viết đó và chúng ta bây giờ à, hãy bắt đầu bốc thăm cho cái bạn đầu tiên chúng thưởng đây là một trong năm bạn mà chúng những giải thưởng khác sau đó chúng ta mới làm hai giải thưởng đặc biệt thì năm giải thưởng khác là ai đầu tiên chúng ta bây giờ hãy chờ đợi của bạn đầu tiên mà may mắn chúng thưởng là ai và bạn đầu tiên may mắn chúng thưởng đó chính là quốc cool khu với cái UID là hai chúng ta bây giờ hãy xem của bạn thứ nhì là ai và bạn thứ nhì đó chính là bạn mua bon <laughs> UAD là 2034780. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu coi coi bạn thứ ba sẽ là ai Pick another winner. Chúng ta bấm start một lần nữa coi coi bạn thứ ba may mắn trong năm bạn mà chúng giải thưởng khác là ai. Và bạn thứ ba sẽ là bạn Quỳnh Dương với cái UAD là 2796995. Và chúng ta hãy xem coi bạn thứ tư là ai. Bạn thứ tư may mắn này đó chính là bạn nào? chúng ta sẽ thấy được là bạn thứ tư may mắn này đó chính là bạn Nguyễn Sưng Trường với cái UID và comment là Good Day 2770782. Giờ chúng ta hãy xem coi là bạn thứ năm mà may mắn trúng thưởng là bạn nào. Và bạn thứ năm may mắn trúng thưởng đó chính là bạn Justin Lee. Chúc mừng bạn Justin Lee với comment là 2770812. Để thường copy cái này lại. Và chúng ta bây giờ hãy xem coi hai bạn nào may mắn trúng cái giải thưởng đặc biệt Đó chính là mỗi bạn nhận được một cái Ledger Nano X trị giá lên tới 4 triệu đô la Chúng ta bây giờ hãy bấm Pick Another Winner, bấm Store Và bạn sẽ trúng giải thưởng đặc biệt đầu tiên Đó sẽ là bạn trọng đạt với cái UAD là 2451296. -1296. Và bạn cuối cùng sẽ trúng thưởng trong cái đợt bốc thăm ngày hôm nay Đó chính là bạn nào bạn cuối cùng sẽ được cái giải đặc biệt thứ nhì đó chính là bạn danh vô với cái UID là 2810306 thì những bạn này là những người đã may mắn trúng thưởng ngày hôm nay và thuận sẽ uh, giao nộp danh sách này cho Bybit và Bybit sẽ xử lý danh sách này và tăng quà thưởng trong khoảng thời gian là một tuần cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ và để lại comment và ủng hộ kênh thuận capital từ bấy lâu nay và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tại vì các bạn